Trước khi bắt đầu đến với video này, hãy nhớ lại chút ký ức về hai trận đấu đỉnh cao nhất của Guardiola ở World Cup 2022. Cặp đấu giữa Nhật Bản và Croatia là một cặp đấu cân bằng nhất tại lượt trận 1-8. Croatia bị dẫn trước từ cuối hiệp 1 sau một pha phản công sắc lẹm như thanh kiếm Tanaka của người Nhật. Vậy nhưng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm hàng đầu của nhà đương kim Á quân đã giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic và các học trò không bị nào núng sau bàn thua đó. Chìa khóa để Croatia lật kèo người Nhật đó chính là Josko Gvardiol, trung vệ trẻ nhất đội. Nhưng Gvardiol lại xuất sắc hơn cả những lão tướng giàu kinh nghiệm như Dejan Lovren hay Bona Barisic. Không chỉ mạnh mẽ trong các tình huống ngăn chặn, trung vệ sinh năm 2002 còn cho thấy sự tỉnh táo đến mức kinh ngạc khi luôn có mặt đúng nơi đúng chỗ để hóa giải hiểm nguy cho các tình huống lên bóng của Nhật Bản. Khả năng chọn vị trí thông minh cho phép Gvardiol có thể ngăn chặn và phá bóng ngay trước mũi giày của các chân sút đối phương. Không những thế, Gvardiol còn cho thấy anh hoàn toàn có thể dâng lên và chơi như một tiền vệ trung tâm lệch trái khi Croatia kéo bóng, sẵn sàng đánh chặn nếu cần nhờ tư duy chơi bóng thông minh, đọc bài rất tốt của mình. Thống kê chỉ ra rằng Gvardiol đã có đến 9 lần giải nguy trước Nhật Bản, 5/5 tình huống giải nguy bằng đầu, 8 lần thu hồi bóng, 3 lần đánh chặn, 3 lần tranh chấp thành công và có 1 lần tác bóng thành công. Màn trình diễn xuất sắc ấy tiếp tục đến ở trận đấu gặp Brazil và đây là đỉnh cao của Gvardiol. Anh và các đồng đội phải đối mặt với 21 cú sút, trong đó có 11 lần bóng đi trúng đích. Ngoài sự xuất sắc của thủ thành Dominic Livakovic, Gvardiol đóng vai trò quan trọng giúp Croatia chỉ để thủng lưới một bàn trong suốt 120 phút. 7 pha giải nguy, 2 lần cản dứt điểm, 1 lần tác bóng và 1 lần đánh chặn, thắng 2/3 pha tranh chấp tới đôi. Chuyền chính xác 93% là những thông số nổi bật của trung vệ này. SofaScore chấm Gvardiol 7,2 điểm cho màn trình diễn trước Seleção. Ngoài kỹ năng phòng ngự tuyệt vời, Gvardiol còn không ngần ngại thực hiện các tình huống kéo bóng thẳng từ sân nhà qua vạch khối giữa sân và sẵn sàng bật sang hai bên để xé toang hàng thủ Nhật Bản. Trên thực tế, đây không phải là điều quá lạ lẫm với những ai thường xuyên theo dõi RB Leipzig thi đấu. Gvardiol thường xuyên được phép dâng cao như một chân kéo bóng. Sự tự tin và khả năng đi bóng tốt giúp anh dễ dàng thu hút được các cầu thủ đối phương và tạo ra khoảng trống cho các đồng đội ở tuyến trên. Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, cầu thủ này còn cho thấy khả năng chơi chân cực ổn và điều phối bóng mượt mà từ tuyến dưới. Đây đích xác là mẫu cầu thủ mà Chelsea đang tha thiết có được. The Blues đã từng trông lên bàn đàm phán tới 70 triệu bảng để hỏi mua Gvardiol nhưng vẫn không được RB Leipzig ưng thuận. Quả là đáng tiếc cho họ, bởi Chelsea sẽ phải nhìn Gvardiol đến nước Anh khoác lên người bộ quần áo cũng màu xanh nhưng nhạt hơn một chút. Đó là bộ quần áo của Manchester City. Theo những gì Daily Mail đăng tải, nhà vua châu sẽ tăng cường nỗ lực ký hợp đồng với Gvardiol sau khi anh nói với RB Leipzig rằng mình đã sẵn sàng ra đi. Ông Max Eberl, giám đốc thể thao của câu lạc bộ RB Leipzig tiết lộ với hãng tin LVZ của Đức: "Tôi có thể xác nhận rằng Josko Gvardiol và đại diện của cậu ấy đã nói với câu lạc bộ về mong muốn chuyển đến Manchester City. Hiện tại Leipzig đang tiến hành đàm phán với Man City. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần làm." Man City đã sớm chốt xong Mateo Kovacic từ Chelsea, một bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng. Nửa xanh thành Manchester sau đó thể hiện chút thành ý với Declan Rice khi sẵn sàng trả 90 triệu bảng cho tuyển thủ Anh. Rốt cuộc, mục tiêu mà Pep Guardiola và ban lãnh đạo Man City cho rằng buộc phải có lại là trung vệ 21 tuổi, Josko Gvardiol. Nếu các nguồn tin từ nước Anh là xác đáng, đội bóng vừa đoạt Cup sẵn sàng chi đến 86 triệu bảng, tương đương 100 triệu euro để đưa người hùng World Cup 2022 của tuyển Croatia đến Etihad. Nhờ thế, Gvardiol sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới cho một trung vệ mà Man United thiết lập năm 2019 khi chi ra 80 triệu bảng cho Harry Maguire. Gvardiol có phải là trung vệ xuất sắc nhất thế giới như huấn luyện viên Zlatko Dalic của Croatia đã tuyên bố? Sau màn trình diễn đẳng cấp trong trận hòa không đều trước Bỉ, giúp quốc gia này tiến vào vòng loại trực tiếp ở Qatar? Chắc là chưa. Ở trận bán kết, Lionel Messi đã hủy diệt Gvardiol và nhắc nhở cho tất cả thấy rằng chàng trai này còn phải học hỏi nhiều. Nhưng anh có lẽ là hậu vệ triển vọng nhất thế giới. Có thể còn quá sớm để nói chắc rằng Gvardiol sẽ lập tức cho thấy mình xứng đáng với số tiền 86 triệu bảng. Nhưng anh chàng này có đáng để mạo hiểm chi tiền không? Có, chắc chắn là rất đáng. Trước hết, phải hiểu rằng nếu Man City hoặc câu lạc bộ nào khác không mua trước mùa hè năm 2024, điều khoản giải phóng hợp đồng của anh sẽ tăng lên 97 triệu bảng. Các trung vệ đẳng cấp thế giới luôn được đánh giá cao, đặc biệt là những người mới 21 tuổi và thậm chí còn cao hơn với những người thuận chân trái. Gvardiol có cả ba thứ đó. Bạn có thể thấy tại sao nội bộ Leipzig lại gọi anh là Erling Haaland của hàng phòng ngự. Đây là một cầu thủ rất cân bằng và toàn diện. Anh năng nổ, quyết đoán trong việc dâng cao để nhận bóng và thường băng vào như Aaron Wan-Bissaka để lấy bóng bằng những cú tắc quyết liệt nhưng rất khôn ngoan. Một vài thông số chỉ ra rằng Josko Gvardiol chính là định nghĩa của một trung vệ trong thế giới bóng đá hiện đại, như những gì đã thể hiện ở Qatar hay Bundesliga những mùa đã qua. Gvardiol có thể thực hiện tất cả nhiệm vụ phòng ngự cần thiết của một hậu vệ truyền thống, đồng thời cung cấp cho đội những pha xử lý bóng ở đẳng cấp cao của một hậu vệ hiện đại. Tại Bundesliga, câu lạc bộ Leipzig chơi theo bóng đá kiểm soát với 58%. Chỉ có Bayern 64,4% nhìn hơn ở thông số này. Điều đặc biệt, Gvardiol cực kỳ thoải mái mỗi khi cầm bóng và phát triển các đợt tấn công từ tuyến dưới. Mùa giải vừa qua,
Guardiola trung bình chạm bóng nhiều hơn 100 lần trong mỗi 90 phút, tung ra khoảng 79,2 đường chuyền thành công. Độ chính xác trong các đường chuyền lên đến 89,3%. Tất cả các thông số này đều tốt hơn bất cứ đồng đội nào. Nhưng sự tham gia của Josko Guardiola vào lối chơi không chỉ đơn thuần là luân chuyển bóng. Được huấn luyện viên Marco Rose bố trí ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ hoặc 4 hậu vệ, Guardiola không ngừng tìm cách chơi dâng cao và phá vỡ các tuyến phòng ngự của đối phương bằng những đường chuyền của mình. Guardiola thực hiện 4,4 đường chuyền hướng bóng về phía cầu môn đối phương mỗi trận, tốt thứ tư giải đấu. Con số này giúp cho cầu thủ trẻ này vượt qua tất cả các trung vệ của Man City như Ruben Dias 3,2 lần, Nathan Ake 2,6 lần hay Manuel Akanji 2,2 lần. Man City đã có 5 trung vệ ở câu lạc bộ, nhưng với việc Emerick Laporte chuẩn bị ra đi, Guardiola sẵn sàng thay thế vị trí của anh trong đội. Giống như Manuel Akanji và Nathan Ake, Guardiola có thể đá vị trí hậu vệ cánh trái trong một hàng thủ 4 người và thậm chí cuối cùng có thể đóng vai trò là một trong những tiền vệ trung tâm, điều mà John Stones có thể thực hiện xuất sắc trong sơ đồ 3-2-4-1 của Guardiola. Nhiều khả năng, Guardiola sẽ được tạo điều kiện 1 năm để làm quen với chiến thuật của Pep, như trường hợp của Jack Grealish. Sau đó, nếu tiếp tục phát triển bản thân, cầu thủ người Croatia có khả năng chiếm được suất đá chính tại Man City. Ở tuổi 21, Guardiola thậm chí có thể là mảnh ghép của hàng thủ City trong cả thập kỷ tới. Với Pep trên bàn ghế huấn luyện, The Citizen đã đạt được nhiều thành công về mặt chuyên môn và thu hút những ngôi sao hàng đầu châu. Sau khi hoàn tất thương vụ Mateo Kovacic từ Chelsea vài ngày trước, Guardiola rất có thể là tài năng tiếp theo được Man City mua về.